Rồi, ok, kính chào toàn thể anh em đã trở lại với kênh của Sơn Audio nha. Hôm nay lại giới thiệu lại cho anh em tỉ mỉ cái mâm cơ than đã độ chế. Đây, đây là một cái mâm cơ than nha. Anh em nhìn nó đơn giản thế này thôi. Nhưng em khẳng định là chấp tất cả mọi loại cơ than hàng nội địa Nhật bãi không thể đọ được với chất âm của con này. Con này là một hàng chế độ vỏ gỗ lên vỏ gỗ này, rất là đẹp này. Bên trong cấu tạo đơn giản là một cái mâm than đây. Có thể gá thêm hai cái loa hai bên để anh em có thể nghe trong phòng ngủ luôn cũng được. Mà không thì anh em có thể bỏ qua cái loa này, không cần nghe loa này. Anh em xuất âm ra âm đi ngoài. Xuất âm ra âm đi ngoài. Đấy, hoặc là đây là đường AV xuất âm ra âm đi ngoài cấp nguồn đây, 220V. Đấy. Bây giờ em demo cho anh em luôn, dùng tạm con âm ly V6 để làm âm ly nhá. Thì bây giờ đầu tiên xuất âm thì bằng cách là cắm dây tín hiệu AV vào. Cắm dây tín hiệu AV vào. Ok chưa? Cắm nguồn điện vào 220V vào. Xong. Như vậy là xong. Bây giờ là mở cái nắp đầu từ. Mở cái nắp đầu từ ở đây. Em một tay quay một tay ấy đó. Hơi khó thì anh em thông cảm. Mở nắp đầu từ. Mở cái chốt ở đây, có cái chốt này. Cái chốt để khóa này, khóa cân này, mở ra này. Xong. Đặt ở chế độ đĩa này, 3345 này, các kiểu này. Rồi quan trọng nhất là bỏ đĩa vào là nghe thôi. Đấy, rất đơn giản. Chơi cơ than chưa có bao giờ dễ như này. Chỉ đặt đĩa vào là nghe. Đấy, anh em thấy chưa? Đặt đĩa vào là nghe. Rất đơn giản. Mà chất âm thì phải nói là em thách đố luôn tất cả những cái mâm cơ than nội địa Nhật bãi, vừa là căn chỉnh quả cân quả kiểu. Ôi dồi ôi, nó phức tạp. Con này automatic luôn, đặt đĩa vào là chơi luôn, chứ không phải sướng hơn à. Đây, bây giờ nha, nâng cần lên, có cái tay nâng cần đây ạ. Nâng cần lên, đĩa sẽ tự động quay. Bây giờ ta bắt đầu cho kim vào vị trí để đọc thôi. Rồi bắt đầu hạ xuống. Rồi tăng tiếng âm ly. Sẽ dù ta nghìn nhiều, một ngày thoáng mây đưa, thoáng mây đưa, chuyện tình đã thương mơ. Giọt rượu nồng dìu ta vào bụi mộng, em như vạt lụa đào quyện ta lấy thì thào. Tuyệt vời luôn. Sẽ qua đi ngày tháng, tình rồi cũng xa dần. Tình nó đã xa xưa, đã xanh xa. Người đến với tim ta xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong manh có chơi vơi ngược dòng đời, nghìn trùng dòng sông có vui. Ôi sao người miệt mài ngày vui nào còn dài, ta yêu phiền từng ngày vội chôn cuộc tình gần. Chết đi bao lời nói, rừng nào có sao, tình nào sẽ hết. Sao chưa gặp một lần mà nghe tình thật gần, xin cho được một lần gọi tên người thân. Có qua đi ngày tháng trả lại. Quá ngọt luôn. Đã
đang dùng âm ly V6 để làm âm ly cho đầu cơ than. Ok anh em nha, nếu anh em có nhu cầu về một mâm cơ than đơn giản đặt đĩa vào chơi, tích hợp phonobox chỉ việc ra âm ly, thì đây là lựa chọn sáng suốt, đảm bảo em bao hay và chấp tất cả mọi cái loại tiếng của các cái cơ than nội địa Nhật Bản, anh làm chấp luôn. Tiếng cực kỳ trong trẻo, em đang dùng tạm cái âm ly V6 mà đánh tiếng ra rất là hay.